Thưa quý vị, còn ở Bình Dương, cũng với hành vi chống đối người thi hành công vụ, một đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam. Đây chính là kẻ tấn công một cán bộ công an phường, sau đó đốt cháy trụi nhà một người dân. Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam Hoàng Minh Hải, 39 tuổi, để điều tra hành vi chống đối đối tượng người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người này. Hải chính là người đã dùng hung khí tấn công một cán bộ công an bị thương. Sau đó, Hải đốt cháy rụi nhà một người dân trên địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Theo cơ quan công an, ngày 29 tháng 3, Hải bị công an phường Phú Hòa bắt giữ khi đang dùng hung khí gây rối, đe dọa người dân. Khi đưa Hải về trụ sở làm việc, Hải đã dùng hung khí tấn công một cán bộ công an phường Phú Hòa. Sau đó, Hải đã bỏ chạy ra ngoài và lao vào một nhà người dân kinh doanh tạp hóa rồi cố thủ. Tiếp đó, Hải dùng xì ga từ bình ga mini châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà, Hải bỏ chạy ra ngoài nhưng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều cán bộ xuống hiện trường dập lửa, không để đám cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Đồng thời đã kịp thời cứu được một số tài sản và số tiền mặt hơn 1,5 tỷ trong đám cháy.